Thưa quý vị và các bạn, chúng ta ai cũng biết Ấn Độ là một cường quốc dân số chỉ sau Trung Quốc, một nền kinh tế mới nổi và là một trung tâm hàng đầu cung cấp nhân lực tài chính và công nghệ thông tin cho thế giới. Không những vậy thì đây còn là một quê hương của rất nhiều các cá nhân thuộc các tổ chức đa phương quốc tế như WTO, WHO, UNICEF hay UNESCO. Vâng, phát triển như vậy nhưng mà cũng giống như nhiều quốc gia khác thì trong quá trình phát triển, Ấn Độ cũng gặp phải không ít những vấn nạn, mà trong đó có một vấn nạn không thể không nhắc tới, đó là nạn tè đường hay là đi tiểu tiện công khai ở nơi công cộng, chúng ta vẫn nói như vậy. Và nạn đái bậy thì không chỉ làm mất mỹ quan, làm xấu đi hình ảnh của nền văn minh Ấn Độ lâu đời, mà nó còn gây ô nhiễm môi trường và đe dọa sức khỏe của cộng đồng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Những hình ảnh này người ta có thể bắt gặp mọi lúc, mọi nơi trên các nẻo đường ở Ấn Độ. Không chỉ các đấng mày râu mà còn có cả trẻ em, người già. Các nhà chức trách đã dùng nhiều cách như xịt vòi rồng, đánh trống thổi còi để gây xấu hổ cho những kẻ đái đường này. Nhưng xem ra những giải pháp này chỉ mang tính tình thế. Gốc rễ của vấn đề là ở chỗ một nửa số hộ gia đình ở Ấn Độ không có nhà vệ sinh riêng. Có rất nhiều người sống ở đây, nhưng chúng tôi chỉ có một nhà vệ sinh. Bởi thế, chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài lựa chọn là ra ngoài kia để tiểu tiện và đại tiện. Đây là nhà vệ sinh chung duy nhất của một khu ổ chuột tại Mumbai. Người dân cho biết nó luôn trong tình trạng bốc mùi. Và chính bởi thứ mùi hôi thối mà ở cách 45 mét, người ta vẫn ngửi thấy, nên người dân xung quanh đây hiếm khi dám bén mảng tới. Hệ quả là họ chỉ còn cách ra ngoài đường tè bậy. Và để ngăn chặn tình trạng này, từ tháng 5 vừa qua, nhóm hoạt động xã hội mang tên Clean India, tạm dịch là Làm sạch Ấn Độ, đã quyết định ra tay bằng cách thực hiện chiến dịch huy động xe tép và phun vòi rồng không thường tiếc vào chính những đấng nam nhi đang mải mê giải quyết nỗi buồn nơi công cộng. Cách làm của nhóm Clean India nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng chẳng giải quyết được gì trong bối cảnh thiếu nhà vệ sinh công cộng. Nhưng những người khác lại lấy làm hả hê về cách tiếp cận sáng tạo và cũng rất mạnh tay này. Theo họ, một số người Ấn Độ chả thiết bỏ tiền để dùng dịch vụ toilet công cộng và chỉ có cách này mới giúp họ nhận ra cách ứng xử phù hợp.